chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, ở tập phim 643 thì Team Gay TV có nhận được một comment của một bạn có nickname là Quyền Vũ 213. Bạn ấy đã yêu cầu Team Gay TV làm tập phim Tuấn trở thành con trai và tán Dung Thị. Vậy thì ngày hôm nay Team Gay TV sẽ làm theo yêu cầu của bạn nhé. Xem xong tập phim này, các bạn muốn Team Gay TV làm về nội dung gì thì nhớ bình luận ở bên dưới nha. Còn nếu như không có yêu cầu gì thì hãy cho Gãy một like và một bình luận hình trái tim nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người xem phim. Chào tất cả 500 anh em nhá. Xin chào mừng 500 anh em đến với chương trình Hôm nay bạn xem gì. Chúng tôi là tổ báo nói láo. Tổ báo bán pháo, đúng rồi. Hôm nay nhá, chúng tôi sẽ cho anh em gọi là sốc toàn tập luôn, sốc địa luôn nhá, rửa mắt luôn với một cái tin mà cực kỳ chấn động, tin độc quyền. Đây, cho xem luôn. Đấy. Đấy. Bây giờ nhá. Gì đây? Cái gì? Thằng Tuấn bóng tắn về à? Muốn biết sự tình như nào thì mọi người hãy đi theo chân với tổ báo bán pháo. Đấy, mọi người nhớ là like rồi share rồi là chia sẻ nhá. Đấy, đây này. Nào đi. Nhung, lâu nay anh giả bóng là để bắt được tần sóng của em. Giờ anh nói anh thích em, em thử từ chối xem. Anh khóc to không kém. Đấy. Anh em thấy chưa? Bao lâu nay thằng nó không bóng đâu, nó giả bóng đấy. Đỉnh cao của tán gái là trai giả gái. Anh Tuấn kinh thật đấy. Đấy các bạn ạ, video này nhá, chống chỉ định cho những người mẫn cảm với thành phần của cơm chó. Đàn ông có thai, người ngoài hành tinh đang cho con bú, chú ý giữ chặt điện thoại trong khi xem. Video này không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và sau đây là một số ý kiến của người đi đường. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Đầu tiên là chị Thảo Tổ đến từ lớp 10A1 nha. Tôi thật sự rất sốc. Anh Tuấn đang bóng như thế đã trở thành một đấng nam nhi, một người con trai vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa học giỏi, lại thêm cái tính nên lì nữa thì tôi xin đầu hàng. Rồi, và vừa rồi là một ý kiến rất chân thực của chị Giáo Tổ. Và sau đây là xin mời ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ là ý kiến khả quan của tôi thôi. Nó rất ngắn gọn, mong mọi người lắng nghe nhé. Chỉ vài câu nhưng mà là câu chuyện của tôi nó cũng không có gì nhiều. Một vài điểm nhấn nhá khá là sốc nên là nó sẽ thật tóm tắt thôi, để mọi người có thể nắm được câu chuyện nó xảy ra như thế nào nhá. Với lại tính tôi thì tôi không thích nói nhiều, nói dai. Nên trong tất cả mọi việc, cái gì thì cái thì tôi cũng sẽ làm rút gọn hết sức có thể, để mọi người đỡ bị khó chịu. Cho nên là tôi sẽ nói thật nhanh, thật xúc tích, thật trọng tâm, để mọi người đón nhận thông tin dễ dàng nhá. Dạ vâng, chị Tuyến OCD nói quả là ngắn gọn. Ngắn gọn như gậy tôm ngũ không vậy. Ui ôi, mọi người ơi. Ui dồi ôi, quả này mù mắt rồi. Kìa kìa. Đấy, chúng nó đang phanh xích lô đấy. Anh Hiếu ơi, phanh xích lô là gì anh? Thế bây giờ cái xích lô nó đang đi nhanh xong bóp phanh lại thì nó kêu thế nào? Kép. Không, xích lô mà lúc nó phanh á, nó phải kêu như này. Kép. Đúng rồi, nó đúng đấy. Thế kít trong tiếng Anh là gì? Là hôn, đúng chưa? Chúng nó đang hôn nhau đấy. Ừ, eo ơi, dây cả nước dãi lên mặt nhau, bao nhiêu là vi khuẩn, ghê chết. Được rồi, qua quay đi, qua để up lên trang của trường nhá. Úi dồi, có mà 1000 like, đi. Chúng mày đọc comment rồi xem, bọn con gái nó khen thằng Tuấn đẹp trai không ngớt. Trời, tao quen nhờ. Chết em rồi. Hot girl ở trường bên cạnh đòi gặp em để tỉ thí tranh giành anh Tuấn. Chỉ anh Tuấn đợi tại anh đấy nhá. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Này này, anh chị ơi,
cái anh hot boy bóng rổ trường mình ấy được mọi người tang ầm vào bài viết mà anh Hiếu đăng, còn tang cả vào trong video mà anh Tuấn với lại chị Nhung thơm nhau ấy. Mọi người nhận xét là nha, anh Tuấn hơn đứt anh đấy luôn. Anh Tuấn này đẳng cấp lắm. Ôi, Tuấn ơi, thế mai cậu cho tớ chụp ảnh cùng để câu like nhá. Không, thằng Tuấn này ấy chỉ thích một mình Nhung Duê thôi. Anh là của em. Thôi đi, thế thì tôi quay clip nào mà diễn. Anh ơi, đành kỳ tả đầu thế. Chào 500 anh em. Đó, chào mừng 500 anh em đến với chương trình Hôm nay bạn ăn gì? Đấy. Chúng tôi là tổ đầu bếp siêu quậy. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn 500 anh em làm món bánh bèo ạ. À. Ồ, con này, bánh gì? Bánh bèo ạ. Ừ. Thằng này bánh gì? Bánh bèo. Ôi giời. Bánh gì? Bánh trèo. Bánh nhục. Nghèo ạ, bánh nghèo. Ôi, bánh xèo. Tao đã bảo rồi mày. Mày ra mày tắt cái điện thoại đi, tắt đi. Quá, bảo đọc đi kịch bản đi, quay video rồi up lên kênh của trường, bây giờ chúng mày mỗi đứa nói một kiểu thế thì lấy đâu ra like, lấy đâu ra tim. Sao anh hàm hồ mấy cái like thế nhở? Nấu ăn thì nấu luôn đi để ăn, mày đặt quay video cần đội đầu bếp mà đội quần. Im, nhiều like chả thích à? Chúng mày hợp tác với tao đi, xong rồi tao nấu cho mày ăn, ra bật quay lại đi. Xin chào 500 anh em, ngày hôm nay bọn tớ sẽ hướng dẫn 500 anh em làm món bánh xèo cực kỳ đơn giản. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái chảo chống dính như này. Đấy. Tiếp theo, 200g bột gạo, 1 thìa bột nghệ, nửa thìa hạt tiêu và cuối cùng là đổ nước vào khuấy đều lên. Làm nhé. Rồi, đã đều. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây là hành lá thái nhỏ này, rồi là 50ml nước cốt dừa, 150ml nước ngọt có ga nhé. Rồi, quay đều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái giai đoạn gọi là làm nhân nhá. Đấy. Chúng ta ở đây thì có thịt ba chỉ này, thái nhỏ, đấy, tôm này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho chảo lên bếp. Sau đó thì dầu đã đủ sẵn rồi. Đổ thịt vào, đảo cho chín đi. Sau đó thì mình đổ tôm vào và đảo tiếp nhé. Rồi, nhân đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ để nhân vào bếp nhá. Đấy. Giờ chúng ta sẽ đổ bột đánh. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đổ bột đánh vào chảo chống dính. Sau đó thì láng quanh chảo lắng mỏng. Đấy. Rồi. Bỏ giá vào xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ nhân thịt và tôm vào nhé. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ đậy vung vào và chờ chín nhé. Anh Hiếu ơi, em tưởng làm bánh này khó, anh ở dễ nhỉ? Chuyện. Xem nào. Rồi đấy, chín rồi. Nhìn thấy cái mép bánh mà nó róc róc ấy, là chúng ta sẽ gập đôi cái bánh vào nhá. Đấy. Đấy. Rồi, chín rồi đấy. Đưa tao cái đĩa này. Đấy. Đấy. Trông ngon phết. Thế nhưng mà béo chết, không ăn thì lại thèm. Thế thôi, cậu đừng ăn, để mà giữ eo cho xinh.
Không. Làm tiếp đi, làm tiếp. Rồi. Ôi, làm miếng nào ngon quá. Ăn cái này béo lắm. Béo kệ. Ôi dồi, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Rõ ràng là ngon rồi. Thế nhưng mà không cần mày nhớ đến cái mức đi đâu nhá. Trời. À quên, mời tất cả các bạn nhé. Đúng rồi, tắt máy. Tắt đi, đưa tao. Để tao đăng lên trang của trường cho được nhiều like. Anh Hiếu ơi, ăn bánh xèo nhá, chấm với nước chấm chua ngọt, cộng thêm ít dưa chuột cho đỡ ngấy. Úi dồi ôi, nó phải gọi là ngon hết sảy. Anh Hiếu ơi, một lần nữa em phải khẳng định lại là sau này anh không thi đỗ đại học thì anh cũng không bao giờ anh lo thất nghiệp đâu. Tại vì anh có thể mở hàng bánh xèo nè, bánh tráng nè, hàng cơm nè, tất cả những món ngon anh làm đều có thể kiếm được tiền đấy. Đúng rồi. Sợi này, vừa đăng phát nha, 10 bình luận luôn. Thế nhưng bọn này hư thật đấy. Chả đứa nào nó thèm like cho mình cái. À, anh xem bình luận đi, khả năng là mọi người tỏ khẽ em xinh rồi. Thằng Tuấn bóng. Gì ấy? Chúng nó nhắc gì đến tao ấy? Đưa tao xem à? Không có gì đâu. Nó không có gì đâu. Mày không cho tao xem thì tao lên trang của trường xem được mà. Tao cũng ở trong đấy. Đuổi thằng Tuấn bóng đi, con nó trông ngứa mắt quá. Ướn à, ướn nẹo, trông ngứa cả mắt. Thôi Tuấn ơi, chúng nó ghen tị với cậu đấy. À, đúng rồi đấy, không phải bận tâm. Để tao, tao chặn luôn không cho bình luận nữa. Này, mày đẹp trai nhà giàu, chúng nó ước còn chả được ấy. Chúng nó ghen tị, ghen tự ở nó mới thế đấy. Anh Tuấn ấy không sao đâu anh Tuấn ạ. Bọn con gái lớp em nhá, nó còn bảo là nếu như anh không bóng thì anh sẽ được 100 điểm. Nhưng mà anh bóng thì anh vẫn được 99 á. Thôi kệ xác chúng nó đi. Chúng nó ghen ăn tức ở chúng nó thế chứ. Bọn tao quý, bọn tao chơi mẹ là được mà, đúng không? Cứ bận tâm gì chúng nó. Thôi về chỗ ăn đi. Đang ngon thì ăn đi. Cái chúng nó. Ăn đi. Đi đâu đấy? Tao đi mua nước. Uống là đỡ cay. Thôi đấy. Anh chị ơi, cái nước chấm có cay lắm đâu nhỉ? Cay ở trong lòng ấy. Cay vì mấy cái bình luận ở bài anh Hiếu vừa đăng ấy. Ôi dồi ôi, thế thì phải cay như kiểu là mì cay 7 cấp độ ấy chị nhỉ? Thôi được rồi, ăn đi. Ăn đi mọi người. Ôi sao thằng này lâu về thế nhỉ? Hay Tuấn về ngủ rồi? Ngủ... không, không ngủ đâu. Sao có biết? Kìa. Bông điền vô duyên xong lại ăn hại người ta. Bông bằng bằng đã hay vô duyên còn đách hai dính nhà. Bông bằng. Mày đứng này, chúng mày thiên này không? Sao? Tao làm gì mày? Liên quan gì? Liên quan gì à? Chúng mày đâu? Đây. Sao? Này, sao mày không cho mỗi thằng cái dép vào mặt đây? Tại chúng nó đã đúng quá. Tao không muốn làm bóng nữa, tao muốn làm con trai. Chúng mày phải giúp tao. Chúng mày có giúp không? Có. Giúp. Anh cứ bình tĩnh, đâu khóc có đó. Tao không thích thôi, chứ tao mà thích nhá, tao thẳng từng một cái, chúng nó chết với tao. Lùi bằng cái chi. Ừ.
Rồi, nếu muốn trở thành con trai thực thụ thì mình phải có phong thái của con trai nhá. Mình phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đó, xuống tấn xem nào. Đó, ôi giời, ôi cái thằng. Thôi, đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên, ướn ngực ra. Ướn ra, ướn cơ mà. Rồi, đi tôi xem nào. Rồi, đúng rồi. Rồi, à đúng rồi, nhớ là phải như thế. Ở nhà như thế nào cũng được, thế nhưng mà ra đường là phải như thế, hiểu không? Hơi mỏi, thế nhưng mà tao nhớ rồi. Nói to lên! Ui, quát to thế, quát to thế làm giật cả mình chứ. Ui giời. Được rồi, là con trai ấy, không những cái dáng vẻ ok mà còn phải luyện tập cả cái dáng điệu nữa. À, là con trai phải oai phong, lạnh lùng, ăn nói cho nó đoàng hoàng, hiểu không? Chào các em, anh là Tuấn. Chào các em, anh là Tuấn. Cho mày cái dép bây giờ. Là con trai người ta phải oai phong, nó phải gằn giọng xuống. Nó làm lại xem nào. Thế tao làm lại nhá. Chào các em, anh là Tuấn. Gần được rồi, làm lại một lần nữa. Gằn giọng xuống, làm lại. Lại nhanh. Chào các em, anh là Tuấn. Được rồi, tạm được. Bây giờ mày đi một vòng xong quay lại đi, chào cho tao xem. Đi đi, làm lại đi, nào. Còn mình lên nào. Đúng rồi. Quay lại chào. Chào các Tuấn, anh là em. Mày, nước đổ đầu vịt nhá, nhá. Mọi lần học nhóm là mày oánh tao hơi nhiều ấy. Hôm nay tao phải oánh mày nhá. Khoan, cho tao nghỉ một tí. Không nghỉ nhá. Mọi lần mày có cho tao nghỉ không? À, hôm nay tao phải cho mày nếm trải cảm giác để mày biết tao đã từng như thế nào, hiểu không? Rồi, xong cái phần đi và cách nói năng rồi. Bây giờ đến cái phần gọi là xử lý tình huống. Quay đây. Giờ nghe tao hỏi đây. Ví dụ mà mình rơi vào cái trường hợp gọi là mày rơi vào trường hợp ấy, là thằng Giang Con này, thằng Quốc Lỗi này, thằng cả thằng Long Tổ nữa, nó chặn đường nó oánh mày thì mày làm nào? Ôi trời ơi, tao chạy luôn, tao sợ lắm. Ôi trời ơi, sao chạy? Không được chạy nhá. Không chạy ấy, để chúng nó đấm cho à? Đúng. Thế nhưng mà tao sợ lắm. Mày cứ thích sợ. À, mày cứ thích sợ. Mày không được sợ nhá. Mày phải nhắm thẳng, đấm thẳng, biết chưa? Nhưng mà tao vẫn sợ lắm. Sợ? Đâu? Ai rồi? Tốt. Mày học xong bài của tao rồi đấy. Đứa khác dạy nó đi. Để em. Anh ra đây. Đấy. Theo như em ấy, cái để quyết định là một người đàn ông hay không thì trước tiên là phải biết ga lăng. Chỉ có người đàn ông đích thực thì mới ga lăng ở trước mặt một cô gái xinh đẹp thôi. Bây giờ nhá, em sẽ cho anh một tình huống như này để xem mà nếu anh là một người đàn ông ga lăng thì anh sẽ xử lý như nào nhá. Đây. Em, một cô gái rất xinh đẹp. Có xinh đâu. Thì em bảo anh tưởng tượng đấy. Từ thì cũng xinh. Đập, một cô gái rất xinh đẹp và rất là duyên dáng. Cũng có duyên dáng đâu. Nhầm, cũng hơi duyên dáng. Được rồi, bây giờ cô gái đó đi qua trước mặt anh mà không may trượt chân ngã. Đấy, anh sẽ làm gì? Đúng là cái con bánh bèo vô dụng. Mắt chỉ để trang trí à, hai mắt để trên trán à. Đi thế cũng ngã. Đã bảo là trai thắng. Nhầm. Nói gì đi anh Tuấn. Son màu mới à? Đẹp thế. Ôi trời ơi, cả xuống cả em xuống nhanh. Ôi. Đã bảo là phải gồng lên, ga lặng lên cơ mà. Son cái gì mà son? Làm lại. Nào. Ôi, ngã này. Ai. Cẩn thận. Ôi. Đi rồi.
thi dạy xong rồi, còn gì em dạy. Thôi được rồi, em sẽ là bài học cuối cùng. Anh Tuấn, người ta bảo rồi, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Bây giờ anh hãy thay cho em một bộ đồ thật lạnh lùng và xoáy ca xem nào. Được, tao làm được. Rồi, nó phải thế này được lắm bạn ơi. Anh Tuấn ơi, anh mà đứng im là được 100 điểm đấy. Cứ khen thừa. Đấy, động đại cái là anh mất 99 điểm. Đấy, 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 đấy. Làm gì có thằng con trai nào lường con gái đứt người như thế không? Rồi, bây giờ em sẽ gọi chị Tuyến vào để cho anh thể hiện tất tần tật những gì anh vừa được học. Ăn nói, đi đứng, xử lý tình huống. Anh thể hiện cho tốt vào nhá. Mời chị Tuyến vào. Ôi. Ôi. Nhớ bài đấy, cứ như thế nhá. Ê, anh Tuấn, trong đầu nghĩ cái gì nói ra đi. À, tao biết rồi. À, Giàn, chứ mày, mày dám xuất hiện trước mặt bà mày à? Mày này. Chúng mày thông cảm cho tao. Chúng mày biết thừa là tao sợ Gián mà. Mày nhìn đi. Tự nhiên bọn tao mỗi đứa trồn một pha. Mày trông xem nó có ra người không? Tao nhớ bài rồi. Bây giờ chúng mày ấy làm thế nào cho bọn trong trường nghĩ tao là trai thẳng đi, cho chúng nó đỡ trêu tao. Sau này biến thành con gái thật rồi, lúc đấy công khai sau. Chứ bây giờ ấy, chúng nó cứ trêu tao là xăng pha nhớt, tao cũng ngại. Được rồi, bây giờ như này đi. Mày với cái Nhung sẽ giả vờ yêu nhau. Cái Nhung sẽ chịu trách nhiệm kèm cặp thằng Tuấn, nhắc nhở thằng Tuấn là không được trổ bóng nhá. Còn bọn tao sẽ đóng giả là đội săn tin mang tên là tổ báo bán pháo đi. Đấy, tổ báo bán pháo. Bọn tao sẽ giả vờ và tình cờ quay được những cái clip mà hai đứa chúng mày tình tứ yêu nhau nhá. Rồi đăng lên tin của trường để cho cả trường thấy là mày không phải bóng. Và cũng nhân cái cơ hội đấy, theo tao kiếm được vài trăm vài nghìn like cũng nên đi chứ. Sao? Ồ, được. Thế mà mai triển luôn nhá. Rồi. Xong việc nhớ phải hậu tạ của tao. Ui giời, đơn giản. Nhà tao giàu mà. Chốt. Mọi người chuẩn bị rồi kìa. Anh gồng lên. Gồng lên. Rồi, nắm tay em đi. Nắm tay, nhìn. Đọc thơ em bà đi. Đọc ấy. Lâu nay anh giả bóng là để bắt được tần sóng của em. Giờ anh nói anh thích em. Em thử từ chối xem. Anh khóc to không kém. Được rồi, bây giờ nhìn em đi. Nhìn nhắm đuối vào nhá. Nhìn như kiểu nhìn bộ váy công chúa ấy. Nào. Ê, 3, 2, 1 là diễn nhá. 3, 2, 1 tiến đi. Bám chặt vào nhé con Duê. Anh đi từ từ được không rơi em đấy. Đi. Đi, vẫn quay đi anh Tuấn nhá, đi. Mày nặng như có lạn ý. Ui giời, tầm mệt quá. Ui, đau mông quá anh Tuấn ơi. Giặt cái ghế đá kia ngồi đi. Nhưng mà nhớ là phải phủ ghế cho em trước khi ngồi nhá. Rồi. Ôi, cô ngã bây giờ. Trời ơi. Dừng đây. Ôi, phải. Ôi, hết mông. Phủ ghế. Đúng rồi. Nè, rồi. Ôi, vẫn quay kìa. Thơm em đi. Ôi, kinh chết thì được. Này, anh tưởng anh bao lắm, em thích lắm ấy. Nhanh lên. Có thể phải nhìn ra gì đó. Thơm cái nữa đi anh Tuấn ơi. Ôi trời ơi, thơm thì khép cái mỏ vào đi. Rơi ra. Tao được dãn. Mặt mày toàn dầu ơi, kinh chết đi được. Thì em đang cố giúp anh mà.
cái nữa đi. Tao cảm ơn chúng mày nhá. Dù tao có thế nào, tốt xấu ra sao thì chúng mày vẫn luôn ủng hộ tao. Cuộc đời tao thật là may mắn khi có những người bạn như chúng mày. Đỡ, bạn bè với nhau câu nệ thế. Không có gì đâu, nhưng mà đấy, chúng nó đang tán tỉnh nhau đấy các bạn ạ.